Một vụ trộm có thể được xem là hy hữu vừa xảy ra tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Hy hữu bởi thứ được nhắm đến và bởi cả diễn biến cùng những dự định kế hoạch lâu dài của kẻ gian. Lợi dụng lúc hổ chủ không trông coi, người đàn ông thuê xe tải lùa trộm gần 500 con vịt chạy đồng, sau đó chở về nhà, định bụng nuôi cho lớn, rồi để vịt đẻ trứng, rồi bán. Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cảnh, 36 tuổi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng tháng 3, đối tượng đi xuyệt cá ở xã Vĩnh Hòa thì phát hiện bầy vịt số lượng lớn của người dân đang chạy đồng nhưng không có người trông coi. Cảnh lén lùa hàng trăm con vịt ra đường nông thôn rồi điện thoại thuê xe tải đến chở về nhà cất giấu. Thấy dễ ăn, đối tượng định nuôi cho vịt lớn, đẻ trứng để bán lấy tiền. Rạng sáng ngày 30 tháng 3, với thủ đoạn tương tự, người đàn ông tiếp tục lùa trộm thêm số lượng lớn vịt nữa, cũng ở địa điểm cũ. Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Văn Cảnh là nghi phạm thu giữ gần 500 con vịt chạy đồng trả lại cho bị hại. Muốn khởi nghiệp làm ăn là điều đáng khuyến khích. Chỉ tiếc là cái cách mà người đàn ông trong câu chuyện vừa rồi chọn là sai quấy trăm đường. Nhưng tiên trách kỹ, hậu trách nhân, sự sơ suất thiếu trông coi của khổ chủ vô tình tiếp tay cho đạo chích. Còn kẻ gian thì cũng chẳng từ thủ đoạn hay tài sản gì. Chú trộm kỳ lạ sau đây cũng vậy. Kỳ lạ là bởi món đồ mà hai đối tượng chạm đến. Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lực, 20 tuổi và Nguyễn Văn Đô, 18 tuổi để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên cả hai rủ nhau đi trộm. Khuya 18 tháng 5, hai thanh niên đến trung tâm thương mại thị xã Tân Châu, phát hiện khu chợ ở đây có nhiều mâm, thao, chảo dơm của các tiểu thương bán cá để lại tại các sạp. Vậy là Đô và Lực lấy trộm tổng cộng 55 cái, trị giá khoảng 10 triệu đồng. Tài sản trộm được, hai đối tượng đem về nhà cất giấu, sau đó bán lấy tiền tiêu xài.